Hello, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ bảy, 21 tây, tháng giêng, năm 2017. Chương trình Khai Dân Trí số 33 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời quý vị cũng như là các bạn hãy nghe một ca khúc Chúng Đi Buôn. Hello, Đường Tuấn Hải. Hai Ấn Dương. Hello, Úc Cưng. Hello, mọi người. Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền. Chúng đi buôn trọn ước đào điên. Chúng đi buôn buôn núi buôn non. Buồn tủi hơn buồn cả giang sơn. Chúng đi buồn buồn sắc buồn sầu. Chúng đi buồn nước mắt lòng đau. Chúng đi buồn thân xác xanh xao. Buồn đời mình buồn cả thâm sâu. Chúng buồn buồn bến buồn bờ. Chúng đi buồn ánh mắt trẻ thơ. Chúng đi buồn tiếng khóc đơn sơ. Cho đời càng gian khổ càng vò. Rồi một mai em lên non cao. Trông về xa núi xa ngập sâu. Như thành phố chôn chung bụi nâu. Nơi kia người tranh thủ miếng đau. Và lòng em sẽ trong xôn xao. Tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào. Kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao. Cũng chính là những người đồng bào. Chúng ăn buồn ăn náo ăn tròn. Chúng ăn to ăn bé con. Chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang. Cho mặc người ai thở ai than. Chúng đi buôn dây phép văn bằng. Chúng đi buôn công lý với lòng nhân. Chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh. Buôn sự thật buôn cả lương tâm. Chào tất cả quý vị và các bạn. Đó, bây giờ các bạn thấy ở Việt Nam đó đúng không? Quá đúng phải không? Chúng đi buôn không còn cái gì mà chúng không đi buôn cả. Chào Tina Nguyễn. Chào Châu Vũ. Rồi một mai em lên non cao. Trông rời xa núi giáp ngập trầu. Như thành phố chen chúng bụi nâu. Nơi kiếp người tranh thủ miếng đau. Và lòng em sẽ trong xôn xao. Tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào. Kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao. Cũng chính là những người đồng bào. Chúng ăn chơi xương máu đồng loại. Chúng chơi vui trên kiếp nghèo đói. Chúng chơi sang chơi xấu chơi oai. Chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia chác sang giàu. Chúng đi buồn cho dối gạt nhau. Chúng đi buồn cho mắt thêm sâu. Nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buồn buồn tước buồn quyền. Chúng đi buồn cho nước đào điên. Chúng đi buồn buồn núi buồn non. Buồn tủi hơn buồn cả giang sơn. Chúng ăn buồn ăn méo ăn tròn. Chúng ăn to ăn bé con. Chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang. Cho
lạc nhau. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Rồi, Lisa trở lại với chương trình. Kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Câu hỏi hôm nay được đặt ra như sau. Chị Lisa ơi, chị Thúy Nga ở tỉnh Hà Nam bị công an bắt rồi chị. Lý do là chị ấy đã chửi đảng đĩ, cộng sản. Chị ơi, nó cử cả một đại đội tới bắt chị ấy đi, rồi nó lại bỏ lại hai đứa con nhỏ khóc kêu gọi một cách thảm thiết chị à. Đảng đĩ là nó như vậy, trả lời cho em. Hễ chửi tới nó là nó bắt, hễ đụng tới nó là nó răng. Nó tàn bạo tới như vậy đó. Bởi vì người dân mà bây giờ vấn đề là người nào mà vấn đề là mạnh mẽ, người nào mà can đảm mà lên tiếng nói mà ở trong đất nước như vậy thì nó sẽ vấn đề là đến nó bắt để mà nó giết, nó đập đầu mà thôi. Bởi vì nó biết bây giờ người dân ở Việt Nam không có đoàn kết, người dân Việt Nam bây giờ quá run sợ, bởi vậy mà cho nên nó thẳng tay để mà nói vấn đề là cái bằng là nó làm như vậy thôi. Chị sẽ gửi một cái công điện ngay tức khắc email về cho lãnh sự quán ở tại Việt Nam. Chị mong rằng những nhà hoạt động ở Việt Nam cũng đi đến tất cả các tòa lãnh sứ tại Việt Nam gõ cửa, từ tòa lãnh sứ quán Mỹ, không riêng gì tòa lãnh sứ quán Mỹ, mà gõ cửa lãnh sứ quán Úc, lãnh sứ quán Anh, những người lãnh sứ quán nào mà ở nước tự do dân chủ để kêu oan cho chị vấn đề là Thúy Nga này, và đưa hình ảnh hai đứa bé nó khóc la để mà nó đòi mẹ nó như thế nào. Và đồng thời Lisa cũng mong rằng tất cả các phương tiện, đương nhiên là những phương tiện truyền thông đã gửi cho Lisa ở đây, là họ sẽ lên báo chí ở bên hải ngoại này về vấn đề của chị Thúy Nga. Đương nhiên là như vậy rồi. Và Lisa cũng mong rằng là những này là những người mà làm việc ở bên hội nhân quyền, vấn đề là các bạn là cũng phải lên tiếng. Nhưng mà là về cái tình trạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó càng ngày nó càng coi luật pháp không ra gì. Càng ngày nó càng coi cái luật pháp không có ra gì. Nha. Một cái tin vui mà cho tất cả các bạn ở Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam là ông Donald Trump ngày hôm qua ông ta đã vấn đề là chính thức đi vào để mà làm việc. Khi ông ta vừa vào làm việc là ông ta ký ngay là Hoa Kỳ rút khỏi TPP. Nó có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm qua và bắt đầu tuần tới, các bạn thấy là kể như tất cả những gì mà TPP là hầu như là hoàn toàn Hoa Kỳ không có nhúng tay vô nữa. Đây là một cái đòn mà chí mạng mà đánh thẳng vào nền kinh tế của Cộng sản Việt Nam vốn đang eo uột, lại càng eo uột thêm nữa. Cho nên những người Việt nào ở hải ngoại này đi về Việt Nam trong dịp Tết này thăm gia đình, hãy nên đưa tiền bạc cho những này là người thân của mình, mà đừng bao giờ mà những này là gửi tiền về ngân hàng để mà cho nó lấy nữa. Nha. Việt Nam đồng nó sẽ thê thảm, rớt giá một cách thê thảm. Và đương nhiên là đô la Mỹ nó sẽ tăng lên ào ạt khi mà ông Donald Trump đã bỏ TPP. Các bạn hãy chờ mà đợi đấy nha. Đó, các bạn hãy chờ mà đợi đấy chưa. Đó, rồi. Chị ơi, em hoang mang quá, chị cho em biết về anh Vũ Quang Thuận. Tại sao anh ta chửi đảng, lật đổ đảng mà anh ta không bị bắt, còn trong khi chị Thúy Nga chỉ có chửi đảng Cộng sản thì nó kéo cả một đại đội tới, có phải là người của đảng Cộng sản gài hay không? Gài hay không, tới bây giờ chị Lisa cũng chưa biết, xin trả lời thật với em như vậy. Nhưng mà cho dù đảng Cộng sản Việt Nam có vấn đề là kêu bằng đem anh Vũ Quang Thuận này ra để mà vấn đề là trá hình đi chăng nữa, thì anh ta chửi đảng Cộng sản Việt Nam là nhục kế của đảng, thì chúng ta cũng có lợi trên mặt trận truyền thông này. Bởi vì anh ta đâu có chửi những người Việt, anh ta đâu có chửi những người đấu tranh, anh ta chửi thẳng vào đảng đĩ.
Cho nên nếu mà anh ta kêu gọi mọi người đi vào hay là mọi người những người là cùng nhau, những người là như vậy, thì kể như là chúng ta không bao giờ chúng ta vô, chúng ta còn e dè, chúng ta còn sợ sệt. Còn bây giờ anh ta đã chửi cả một cái đảng đĩ như vậy, mà trong khi đảng nó đang run sợ những người nào đang chửi, mà anh ta ở Việt Nam chửi như vậy, thì bây giờ dù cho nó có gài anh ta đi chăng nữa mà anh ta chửi lại nó, là kể như là chúng ta lấy địch để đánh địch, chứ chúng ta đâu cần phải nghi ngờ. Chị đâu kêu các em phải đi theo anh Vũ Quang Thuận, chị đâu kêu mọi người phải đi theo những người là Vũ Quang Thuận, hoặc là đi làm việc cho Vũ Quang Thuận, hay là Vũ Quang Thuận nói cái gì các em nghe đâu. Mà chúng ta ngồi quan sát, chúng ta coi anh ta nói cái gì. Anh ta chửi thẳng vào đảng đĩ càng tốt, chửi vào Hồ Chí Minh càng ủng hộ. Chị ủng hộ tất cả những người nào mà đứng lên chống lại đảng đĩ ở tại Việt Nam nha. Chị thừa hiểu, chị thừa biết được là anh Vũ Quang Thuận đi ra để mà cái bằng là làm cái lễ tưởng niệm 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong cái buổi lễ mà chúng này là Hoàng Sa. Chị rất là ủng hộ, cũng như chị ủng hộ cái nhóm mà No You. Chị biết rằng là tổ chức là do nhóm No You ta tổ chức. Anh Vũ Quang Thuận chỉ là người đi ra đó để góp thêm một cái phong trào, để mà chúng này là làm cho nó sơm tụ lên để chọc tức thằng đảng đĩ mà thôi. Cho nên chị ở đây chị không khuyến khích các em phải đi theo anh Vũ Quang Thuận, hoặc là các em phải vấn đề là như thế này như thế kia. Khi nào anh Vũ Quang Thuận mà tuyên bố mà có hại cho công cuộc đấu tranh thì chúng ta lập tức lên tiếng ngay. Còn rõ ràng anh Vũ Quang Thuận không bao giờ chửi bất cứ một cái điều gì mà có ảnh hưởng tới công cuộc đấu tranh của chúng ta. Thì bây giờ các em và các bạn không ủng hộ cũng không sao, chúng ta ngồi cứ việc quan sát. Chúng ta cứ việc quan sát. Có thể anh Vũ Quang Thuận này là bởi vì gia đình từ đó tới giờ ba đời là nằm trong quân đội, có thế lực nằm trong quân đội, cho nên đảng đĩ không dám đụng tới cũng không chừng. Bởi vì khi đụng anh Vũ Quang Thuận thì coi chừng gây hiềm khích đối với quân đội, bởi gia đình anh ta là quân đội mà. Ngày xưa vấn đề là kêu bằng anh là của, vấn đề là kêu bằng là ông, vấn đề là kêu bằng là Trần Độ cũng vậy. Khi mà giật băng tan, gia đình của Trần Độ đứng chửi tan nát hết trơn, chửi cái đạp chó tụi bay, cái đạp xúc giật tụi bay, nhưng mà nó không bắt một người nào hết trơn. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam nó coi mặt người dân mà không có gốc gác, mà tay yếu chân mềm thì nó làm tàn, nó làm tới. Còn những người nào mà có dây mơ rễ má gốc gác thì nó lại sợ, nó không dám. Nhưng mà không phải nó bỏ qua đâu. Thằng đảng đĩ nó vô cùng mà nham hiểm, nó vô cùng là những này là nham độc. Chị xin trả lời như vậy thôi nha. Cho nên chị không kêu gọi mọi người nào mà những này là kêu bằng ủng hộ. Các em cứ ngồi nghe anh ta chửi đảng đĩ có lợi cho công cuộc chúng ta thì ok. Anh ta chửi đảng đĩ, anh ta chửi thằng Nguyễn Phú Trọng, anh ta đòi lật đổ chế độ, thậm chí anh ta đòi vô đốt Ba Đình, chúng ta ngồi coi như thế nào. Chúng ta xem phim mà, có gì đâu sợ, đúng không? Giống như chị Lisa, chị lên chị chửi đảng đĩ, giống như chị lên chị lôi đầu đảng đĩ, chị nói là sự thật. Các em không cần ủng hộ chị, các em cho chị là cộng sản cũng không sao hết. Miễn sao chị lên đây chị nói ra những sự thật để cho mọi người nghe là được rồi. Còn hơn là bây giờ chúng ta cứ những là nghi ngờ, chúng ta không chửi cho chân để im ru. Cả một cái không khí ở tại Việt Nam nó bao trùm như vậy nha. Cho nên trả lời như vậy luôn, đừng ai hỏi Lisa nữa nha. Ừ. Rồi. Chị Lisa ơi, chị Lisa, chị lên tiếng giùm đi chị ơi. Công ty dệt Mai Thái Dương, Mai Thái Dương BRO ở thành phố Hồ Chí Minh, do công đoàn ở Thủ Đức nắm dây chuyền. Em đang tìm, nhưng này là họ không có trả tiền cho người ta chị ơi. Thì chị nói rồi, nó đã giật mà. Công ty không chịu cho ứng lương, công nhân không có tiền để về quê ăn Tết, mà bây giờ lại bắt ép người ta phải làm 13, 14 tiếng một giờ. Rồi bây giờ mà không trả tiền thì bây giờ vấn đề là họ, vấn đề là những cái thằng có tiền này nó đòi mời công an đến nữa. Bây giờ phải làm sao chị? Chị ơi, công ty bây giờ làm sao? Rồi bây giờ công đoàn cũng quản lý, nó cũng không binh vực cho công nhân, nó còn bắt những người công nhân phải làm việc mà không trả lương. Phóng hỏa đốt mẹ chứ có gì đâu, nói chuyện nhiều với đám này làm gì. Trời ơi, chị gọn lắm, chị hiến kế cho. Đập mẹ nó cái là xong thôi không? Mệt lắm. Nói tới cái lũ này, nói tới cái xúc vật này thì thôi mệt lắm. Cả một công nhân như vậy, vấn đề là cái bằng ở trong nhà máy vậy, nó không trả lương vậy thì vấn đề là cái bằng phóng hỏa đốt mẹ đi, tao cho mày ăn của tao đó. Đường nào mày có không trả, tao đốt cho chết mẹ cái hàng của mày luôn. Ở đó mày không trả cho tao, có gì đâu em lo.
nha, cho nên không gì phải lo trơn. Cho nên đó, nếu mà những thằng công an hay là những thằng mà ở ngoài bộ chính trị đó mà không can thiệp để cho nó loạn đảng như vậy đó thì coi chừng hãng xưởng người dân Việt Nam đốt hết đi, đốt mẹ hết đi. Chị nhận được cái tin mà cái tin này ở trong ngân hàng. Chị sẽ nói cho các em nghe về cái tin của ngân hàng. Trước đó chị nói với các em rằng đó là nó đổi tiền, nhưng mà thật sự nó không đổi tiền. Thì bây giờ nó dùng cái chiêu nào thì chị sẽ vấn đề là kể cho các em nghe. Khi mà chị loan lên cái tin mà đổi tiền là từ tháng 10, tháng 11, 2016, thì cái lũ đảng đĩ đó nó thấy người dân nghe lời chị rút tiền ra sạch sẽ hết trơn rồi, thì bây giờ nó toan tính để mà nó đổi tiền để nó cướp, mà nó cướp không được, bởi vì người dân rút tiền ra quá nhiều. Cho nên bây giờ nó tạm thời nó ngưng lại, nó ém nhẹm ở đó, bởi vì có lợi cho nó, tức là nó muốn chụp mũ cho chị là đưa thông tin sai sự thật. Nhưng mà bây giờ nó tung ra một cái chiêu rất là thâm độc. Nó tung ra cái chiêu rất là thâm độc. Cái chiêu đó là gì? Cái chiêu đó nó tung ra đó là nó biết trong cái mùa Tết này đó là người dân Việt Nam đó hay đi đổi tiền mới để lì xì cho con cháu. Cho nên nó in nó hàng loạt tiền lẻ mới tinh luôn. Chị nhận được như vậy. Mà một cái điều mà nó lạ lùng là nó in tiền bên Úc đó, thì nó đóng tiền nhiều, cho nên nó in từ bên Tàu, cho nên cái số mà Syria đó nó giống hàng loạt với nhau. Một cái tờ tiền, một cái số Syria có thể cả triệu tờ đều cùng một số. Nó đổi 100 ngàn lấy 120 ngàn tiền cũ. Các em thấy hay không? Như vậy là ngoài việc dân mất 20 ngàn cho mỗi 100 ngàn thì cái lưu lượng tiền lẻ là không thể kiểm soát được. Mà người dân bây giờ đang đã lưu hành nhiều tiền cùng cái số series, tức là tiền ma, tiền âm phủ, nó chụp đầu bất cứ lúc nào. Rồi sau Tết đi rồi các em sẽ thấy. Khi mà ông Donald Trump ổng ký bỏ cái luật mà vấn đề là TPP đi rồi các em sẽ thấy. Nha. Bây giờ người dân ở trong nước lấy tiền lẻ ra, rồi sau Tết mang tiền lẻ đi đổi thành tiền chẵn để lưu thông, thì như vậy nó lại đổi cứ 110.000 thì lấy 120.000 tiền lẻ để lấy 100.000 tiền chẵn, nó lại ăn cướp lần thứ hai nữa. Và như vậy là nó cứ việc nó phát hành ra tiền vô tội vạ, cứ nó đánh vào cái lòng của người dân, cứ gần Tết tới ham ấy, mày ham đổi tiền mới, cáo cảnh phải không, tao lấy tiền mày. Cứ 100 lấy 120. Đó. Và qua Tết rồi thì cái đồng tiền Việt Nam sẽ trượt giá tới bắt buộc nó phải đổi tiền. Nó phải đổi tiền mà thôi. Không thể nào nó không đổi tiền được. Chắc chắn là nó sẽ đổi tiền nha. Một người mà làm ở trong ngân hàng Agribank chi nhánh Cộng Hòa cho chị hay. Tại sao ngân hàng lại thu phí cao vậy chị có biết không? Bởi vì nó báo lỗ hoài à chị ơi. Tại vì cứ bù lỗ do đổi ngoại tệ với nước ngoài không? Bởi vậy mà cho nên nó như vậy đó. Thật ra đó, theo cái chỉ số quốc tế thì cứ 1 đô la là phải ăn 24.000 tiền Việt. Và bây giờ nó lên tới 25.000 tiền Việt. Nhưng mà cái ngân hàng nhà nước Việt Nam ở Trung ương đó, nó phải kêu ép giá cho bằng được. Nó cố giữ lại như vậy để nó kìm đi, đừng có cho lạm phát. Nó luôn giữ cho cái nền kinh tế của nó đừng có bị lòi cái bộ mặt ra là suy sụp. Cho nên nó điều chỉnh cái tỷ giá phải ở dưới 23.000. Chứ thật ra theo tính theo quốc tế là giá đô la bây giờ đã 24.300 đồng cho 1 đô la. Qua Tết có thể là những này là trong cái dịp này là phải 25.000 cho 1 đô la. Nó cố tình nó ép lại cho bằng được là còn 23.000.
Chị hỏi chứ ủa sao kỳ vậy, sao nó làm vậy chi vậy? Nó mới nói trời ơi chị khờ quá à, trời ơi chị không biết gì về nền kinh tế hết trơn á. Không phải là giải thích. Nó nói rằng đó là mỗi người mà đổi tiền đi Thái Lan đó, hoặc là đi chơi đó, thì cứ là 1.000 baht đó, thì nó đổi ở Việt Nam là mất 700.000 đồng. Còn mày đổi bên Thái đó là mày chỉ mất có vấn đề là 665.000 tiền Việt Nam thôi. Nhưng mà nếu mà mày quy ra đô la Mỹ đó, thì cứ 100 đô la mày đổi được 3.500 baht là tiền của Thái. Rồi 100 đô la mày đổi ra là 2.230.000 đồng tiền Việt Nam. Mà 2.230.000 tiền Việt Nam thì nó bằng là tới 3.354 baht Thái. Cho nên người nó ăn trắng trợn như vậy đó. Nó bắt phải qua trung gian như vậy đó. Nó kêu mình phải đổi tiền Việt qua đô la, rồi dùng đô la Mỹ đổi qua các ngoại tệ khác, rồi đổi về Việt Nam, để mà cố tình nó làm, nó quay vòng 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 để nó ăn tiền chứ không mẹ gì đó. Chứ không có mẹ gì hết trơn. Bởi vậy làm ăn ngu như vậy, ngục như vậy đó. Bởi vì thằng cha giám đốc ngân hàng nào vừa lên vơ vét cho đã đời rồi, rồi bắt đầu tìm cách không trốn được ra nước ngoài, thì ở Việt Nam nó bắt mẹ hết trơn. Nó kiểm điểm bởi vì làm ăn thua lỗ. Đằng nào cũng là tiền của ngân sách mà. Cho nên những này là ngân sách, những này là cái bằng là tiền, nó cứ bị rò rỉ ra như vậy hoài. Dòng tiền nó cứ tiêu tán đi ra như vậy hoài, không ai kiểm soát được. Mạnh thằng nào vô tham, thằng nào không vơ không vét làm của riêng. Bây giờ mà những này là đi máy bay, mua vé máy bay cũng tích bằng đô la không. Bởi vì cái hãng nhân hãng máy bay nó đâu lấy tiền Việt Nam đâu. Chưa kể những thằng giám đốc ở trong ngân hàng nó làm hồ sơ giả để đi mua đô la Mỹ ở ngân hàng, rồi nó đem ra chợ đen nó bán. Cứ mỗi 1.000 đô la là nó kiếm lời 1 triệu đồng Việt Nam. Mỗi ngày nó chỉ cần nó đứt tung ra ngoài ở bên ngoài 5.000 đô la thì nó kiếm được 100 đô la, dễ như chơi. Cho nên nó đưa con em của nó vô ngân hàng làm cái kiểu đó không. Cho nên cái bọn ngân hàng á, chị biết không, nó luôn luôn nó tuồn tiền đi ra bên ngoài. Nó thoát thân nhiều lắm chị ơi. Cho nên bây giờ chị biết rằng nó là ông Phúc Hối đó, ông mới la làng lên là sụp đổ tài khoản quốc gia. Mà thằng Tổng Lú thì nó khẳng định là nợ công vẫn trong tầm kiểm soát. Tức là ông nói gà bà nói vịt như vậy đó. Mà bây giờ tới nỗi thế giới đó, ngân hàng thế giới người ta ngưng rồi, người ta không cho vay. Mà ở trong nước thì nó la làng đó, người ta vẫn cho vay. Rồi tới chừng mà bà qua bà la làng đưa lên báo chí hết trơn rồi, thì bây giờ đó là trung ương đảng nó lại đưa lên là vàng ở trong dân còn hơn 500 tấn vàng, chúng ta phải cần huy động. Và ngoại tệ trong dân nó đã vượt qua, nhưng đây là kêu bằng là mức mà chúng ta không kiểm soát được. Cho nên chúng ta làm sao mà để lấy tiền của dân để cứu cái nền kinh tế trong thời buổi khó khăn này. Chị nhận được cái tin đó là bây giờ ở những cái phường xã, những cái vùng mà quê đó, nó vô nhà nó bắt buộc phải đưa 120.000 đồng chứ không phải 30.000 đồng mà cứu lũ lụt đâu. Không cần lĩnh con mẹ gì hết trơn. Tao không cần lĩnh. Thằng Tổng Lú nó ký 15 cái văn bản là chỉ đưa lên trên mặt báo nhữ như vậy thôi. Chị nhận được cái tin động trời là nó ký thêm 30 cái vấn đề là văn bản ở bên trong mà nó không dám công bố lên. Những cái văn bản các bạn ta thấy kinh thiên động địa không? Ngay cả trong bộ chính trị nó cũng chưa có biết. Những thằng như Trần Đại Quang đâu kia ở Việt Nam không ai biết mẹ chứ. Nó đưa lên 15 văn bản vậy thôi. Nó âm thầm nó ký 30 văn bản bên bệnh mà không ai biết. Đợi thằng Tổng Lũ này nó chết mẹ nó rồi thì tự nhiên lội ra giống y như là thằng Phạm Văn Đồng vậy đó. Chừng nào chết thành mồ thành cỏ rồi đó thì lòi ra cái công hàm mà vấn đề là ký năm 1958 công nhận là 12 hải lý. Còn bây giờ các em thấy 15 văn bản mà đặt ở trong nước la làng lên vậy đó hả? Chưa có xi nhê đâu. 15 văn bản nó chưa có xi nhê đâu. Nó còn ký 30 cái văn bản mà cái văn bản cuối cùng là được quyền cho quân đội của Tàu Cộng tràn sang Việt Nam nếu Việt Nam có biết dân Việt Nam nổi dậy. Cho nên mấy thằng ở trong quân đội chuẩn bị đi nha. Tại sao nó thành lập ra vấn đề là cảnh sát cơ động? Tại sao nó thành lập cảnh sát 113? Bởi vì nó biết khi mà nó đứng lên, khi mà nó làm cho đời sống người dân là nó thằng đảng đỉ, nó biết chắc chắn người dân sẽ nổi lên. Chắc chắn 100% là người dân sẽ nổi lên. Bởi vì nhà
cứ từ từ nó tới nó cướp nhà, cướp đất mà không cho làm ăn là người dân phải nổi lên. Cho nên nó chuẩn bị cho một cái vấn đề là cảnh sát cơ động, cảnh sát 13 để mà đập lại người dân và đồng thời đập luôn quân đội nữa. Nhưng mà mấy thằng này nó không dám đụng tới quân đội. Cho nên nó tình báo qua Nam, nó mới bắt đầu nó cho quân đội phải mặc đồ cùng nhau với quân đội của Tàu. Để mà khi mà vấn đề là kêu bằng là nếu quân đội nào mà đứng về người dân rồi thì nó tràn quân đội Tàu qua để bên đây không ai biết ai trơn. Để nó tha hồ mà nó giết, mà nó tàn sát, nó diệt chủng người dân Việt Nam. Thế giới không có lên tiếng được là bởi vì hai cái màu áo nó giống hệt với nhau. Người nó chỉ diễn cớ rằng là người dân nổi lên để mà vấn đề là lật đổ chế độ, cho nên quân đội Việt Nam đi ra để mà giết thôi, để mà bình ổn thôi. Nhưng mà thật ra là quân đội của Tàu nó trá hình để mà nó đi vô. Cho nên các em thấy cái quần áo mà của trong quân đội bây giờ nó giống hệt với nhau là như vậy đó. Khổ như vậy đó. Cho nên những thằng trong quân đội Lisa cam kết, Lisa cam kết, có người trong quân đội vô hỏi Lisa, bây giờ chúng tôi thấy người dân như vậy, chúng tôi cũng biết nước Việt Nam bị bán rồi, bây giờ cô có cái gì mà để cô bảo nhận hay không? Lisa nói, Lisa bảo đảm, nếu mà anh làm chỉ huy trưởng, hoặc anh nắm một tiểu đoàn, hoặc anh nắm một trung đoàn, hoặc anh nắm một sư đoàn, nếu anh nổ súng ra, anh quay lại anh bắn chết mẹ thằng chỉ huy, anh cầm cự cho gọi toàn dân, những này là cơ bản là chuẩn bị, những này là tuyên bố lên, là những này là cơ bản là quay đầu lại để mà diệt cái phe mà những này là theo Tàu Cộng. Thì nếu mà nó kéo rần rần Tàu Cộng qua, ở bên đây cộng đồng thế giới người ta sẽ lên tiếng để kêu Nhật vào, kêu Mỹ vào, kêu thế giới vào để can thiệp ngay tức khắc, viện trợ vũ khí để đập lại ngay tức khắc. Không có gì mà sợ đâu. Bảo đảm. Còn bằng không là kể như quân đội Việt Nam nó xong rồi đó. Nó xong rồi đó. Trời ơi, ở trong cái nội bộ của đảng bây giờ nó thúi ơi là thúi. Bây giờ thế lực của Tàu Cộng mạnh quá rồi, Trần Đại Quang lên kêu gọi Việt Kiều được kia, chứ là để chạy về Việt Nam. Để bây giờ nắm được Việt Kiều, Trần Đại Quang bây giờ không dám lên tiếng là để theo Mỹ nữa. Bây giờ chỉ có nắm theo Việt Kiều thôi, bởi vì biết cộng đồng ở đây quá mạnh rồi, cho nên kêu gọi Việt Kiều về Việt Nam. Để mà Trần Đại Quang sẽ nắm những người Việt Kiều này nè, để mà củng cố thế lực, hoặc có chuyện gì mà Tàu nó qua nó tàn sát thì có Việt Kiều bên đây lên tiếng. Chứ bây giờ không dám lên tiếng mà kêu Mỹ nữa. Thay vì là vấn đề là kêu, Mỹ nó kêu hợp tác, bây giờ đâu dám đâu. Bây giờ giáo bộ nó lên tờ báo là kêu gọi Việt Kiều, kêu gọi mấy cái miệng Việt Kiều như chị nè. Vậy thôi à. Bởi vì nó biết ở trong Việt Nam bây giờ người dân giống như là con gà rồi, giống như gà đuốc dây thun mẹ nó rồi. Tàu nó qua nó đưa đồ đạc rồi, giờ đâu có dám lên đâu, đâu có dám đứng về phe ai đâu. Nó biết phe của thằng Tàu Trọng Lũ là dân tùm lum hết trơn rồi. Trong quân đội cũng có thằng phe của thằng Trọng Lũ. Bây giờ nó nhìn đi nhìn lại phe của, nhưng mà là các bạn là thằng Ba Dũng, thì bây giờ đó, nó giam lỏng một chỗ. Bỏ cái tật mà không làm đại sự là vậy đó. Thằng Võ Văn Kiệt ngày xưa nó cũng muốn thay đổi rồi, nhưng mà nó chưa thay đổi được, nó chỉ cần vừa hó hé một cái thôi, nó không dám làm mạnh, cho nên nó giết chết mẹ luôn. Thằng Ba Dũng cũng vậy, lúc đang lên thời cầm quân đội trong tay, không đảo chánh, không những là làm một cuộc cách mạng lớn để giữ phe lực của mình, để cho tình báo qua Nam nó rần rần nó đi qua, để mà nó âm thầm nó chơi thâm độc, bây giờ thân bại danh liệt đó. Cho nên trong binh pháp mà của quân sự đó, thấy tiến mà không tiến thì mất cơ hội, thấy lui mà không lui thì thân bại danh liệt. Bây giờ rõ ràng Nguyễn Tấn Dũng thân bại danh liệt rồi đó. Cho nên nếu quân đội, nếu ai mà đã có lòng với dân tộc Việt Nam rồi thì cứ việc thằng chỉ huy mà từ cấp tướng trở lên mà nó ra lệnh cho bộ đội đi ra để mà đàn áp những cuộc biểu tình sắp tới thì quay súng lại bắn chết mẹ liền. Chắc chắn mày là thằng Tàu Cộng. Bởi vì không có quân đội nào mà thắng có thằng nào mà ra lệnh mà để cho cả một quân đội như vậy mà đi ra quách người dân, trong khi người dân không có một tấc sắt trong tay như vậy cả. Không bao giờ cả. Cho nên từ cấp tá trở xuống cho tới cấp quý, cứ cầm súng mà bắn mẹ vào thằng chỉ huy nào mà nó ra lệnh đi ra để mà bảo vệ cái đảng địa, để mà những này là đàn áp người dân, là bắn chết mẹ mày ngay. Sau khi như vậy rồi là toàn dân người ta sẽ ủng hộ theo quân đội, cầm cự ở đó đi, nước ngoài người ta sẽ lên tiếng ngay để mà người ta chạy cho người ta can thiệp ngay. Liệu quân khu 7, liệu quân khu 9, liệu quân khu 4 có bảo vệ được lãnh thổ, có bảo vệ được vấn đề là cái bằng là dân tộc Việt Nam hay không?
có dám chống lại cái phe của thằng Trọng Lũ hay không. Thằng Trọng Lũ bây giờ không riêng gì nó nắm cái phe đảng của nó không đâu, mà nó nắm cả quân đội của thằng Tào Cộng. Bởi vì thằng Tập Cận Bình nó sai thằng Trọng Lũ qua là để vấn đề là làm việc cho Tào Cộng. Bởi cho nên nó đổi tất cả những cái sắc phục ở tại Việt Nam là đều mặc cái quân đội, đồ quân đội bây giờ các bạn thấy là đều thiệt màu đối với Tào Cộng cả. Trong tương lai tới quân đội, tới đồ cảnh sát, công an cũng sẽ cùng một màu với Tào Cộng, sẽ cùng hết. Bởi vì biết người dân Việt Nam không ưa Tào Cộng, cho nên khi người dân nổi lên thì nó sẽ mượn tay của những này là những người ở Tào Cộng vào. Nếu mà nó dùng ở tại Việt Nam mà người Việt Nam không dám đàn áp dân Việt Nam thì nó cho cảnh sát Tào qua, giống như là ở trên Tân Cương vậy đó, giống như ở Tây Tạng các bạn thấy đó, nó đàn áp khủng khiếp như vậy đó nha. Nó giống y như vậy đó. Xong rồi đó, nước Việt Nam bây giờ chỉ thấy là trước mắt là xong rồi đó. Xong game rồi đó. Chị Lisa ơi, ở Bô Xít nó đi làm một đường đi về đường chị ơi. Xe chở người đi kính che tối thui à. Mấy năm trước đây Tây Nguyên tập trận có mấy chiếc trực thăng có một chiếc rơi mà nó không cho ai đến hết, báo chí cũng không đăng tải gì hết. Một số tin em cũng đưa cho chị để chị cho mọi người biết thêm. Điện lực Siri Post nhiều lắm chị, điện không phục vụ cho dân, năm nào Campuchia cũng bắt cho không. Đây là tin chính xác 100%. Ban giám đốc điều hành duy trì thủy điện toàn bộ là người Tàu Cộng cả chị ơi. Điện lực của tư nhân ở những con suối tương đối lớn nhưng nó không cho bán tự do, mỗi tháng chỉ được bán hoặc là được phát ra một số, còn dư thừa thì nó bỏ không. Quân đội trên Tây Nguyên không có cái gì hết. Mấy trung đoàn ở đây huấn luyện tân binh chỉ học về chính trị là chính, tức là phải trung thành tuyệt đối với đảng, bảo vệ chế độ, còn lại là đi kiếm tiền cho mấy ông nội chỉ huy ăn uống. Còn ăn uống thì chị biết không, nó cắt xét tùm lum hết trơn, ăn không đủ no. Súng đạn thì 2 năm bắt được có 5 viên mà thôi. Nói chung là toàn là tệ nạn. Mấy đứa đi nghĩa vụ không chị ơi, lúc ở nhà với cha mẹ thì ngoan ngoãn lắm, thì là một người đàng hoàng, hoàng lương lắm. Nhưng mà sau khi đi nghĩa vụ ra rồi là toàn là thảo khấu rừng xanh không, toàn là giang hồ không, hoặc là giết người, hoặc là lưu manh, hoặc là chơi xì ke ma túy không. Em nói thật cho chị biết như vậy đó. Cảm ơn em. Tin này chị cũng đã biết rồi. Chị rất là biết. Chị ơi, chị đăng lên cho mọi người biết, cụ khi trẻ là người có công với tụi nó, nuôi dấu cán bộ cộng sản, mà giờ một cái nhà cũng không có mà ở, hứa cho rồi cũng không cho, giờ cụ phải đi ăn xin. Chị ơi, chị lên nói cho mọi người biết đi, nó ác cỡ nào nha chị. Nó vắt chanh bỏ vỏ. Nhà bà ở cầu Kinh Cục, cụ hai ra chợ Vĩnh Long vậy ăn uống á chị. Chị nói lên để mọi người biết, có ai giúp được cụ thì giúp. Em nhìn thấy em đau lòng quá chị ơi. Em có lòng từ bi đó, nhìn mặt em dễ thương nè, giỏi nè, thấy người già cả vậy đó. Nhưng mà thôi, chắc trời bả báo bả đi, kệ nó đi em ơi. Tao thấy ngu quá, đi ăn cơm quốc gia thò ma cộng sản hồi đó, nuôi cộng sản đó, nuôi cho nó trong nhà rồi rốt cuộc giờ trời trả báo đó, em thấy không? Tao bỏ cái tật đó, người miền Nam bây giờ chuẩn bị nuôi nó đi đó, nuôi cộng sản nữa đi, nuôi nó trong nhà đi, nó bắt đầu nó giết cho chết. Tao thấy người Việt Nam, thấy người miền Nam thật thà quá mà, thương người quá mà, cho nên nó vô nó dụ đó bây giờ đó, đó đi ra đó, em thấy không? Đây là bài học cho các em trẻ tuổi đó, còn mà chúng này là dạy khờ, mà chúng này là bưng bô cho nó nữa đi rồi chết không kịp nhá. Thương thì thương rồi đó, nhưng mà giận thì giận, giận cũng phải giận nữa. Ngày xưa sung sướng ở với Việt Nam Cộng Hòa, cơm no áo ấm, đi học người ta không đóng một đồng bạc nào hết đâu. Bây giờ đưa con em đi học, mẹ nó ra 1.000 thứ tiền, các em thấy có khốn nạn không? Ngày xưa thời Việt Nam Cộng Hòa, học từ lớp 1 tới 12 không đóng một đồng xu. Mà khi qua 12 rồi, người nào học giỏi gửi đi nước ngoài lấy tiền đó tài trợ, không đóng tiền luôn, không tốt một đồng bạc luôn. Người ta đào tạo nhân tài như vậy đó, mà không phải vô mà dạy láo dạy sượt như bây giờ đâu, không phải tuyên truyền cho chế độ đâu. Ngày xưa người ta dạy về khoa học kỹ thuật đàng hoàng, người ta dạy về những cái văn minh giống như ở bên Hoa Kỳ này. Chứ không có ai mà dạy mà vô trọng mà ngồi mà kêu ca ngợi ông Ngô Đình Diệm, hoặc là ca ngợi chứ là ông Nguyễn Văn Thiệu, không có cái chuyện nó xảy ra đâu.
Không có cái chuyện mà đem ông Thiệu ông Diệm ra mà để những người là Trình Ình lên, hoặc là đem Việt Nam Cộng Hòa ra rồi kêu bắt đầu là ngồi đó là phải trung thành tuyệt đối với Việt Nam Cộng Hòa này kia kia nọ, không còn biết gì hết trơn đâu. Ngày xưa không có chuyện đó xảy ra đâu. Đó. Chị ơi, chị có hay tin gì chưa chị? Có cháy lớn kho hóa chất trong doanh trại quân đội ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh nè chị ơi. Không biết có phải Tàu Cộng làm không vậy chị? Phè phái của nó đốt thôi, em yên tâm đi. Bây giờ nó thấy cái phè Tàu vô rồi nó nổi điên lên nó đốt thôi chứ em khỏi lo. Em đừng có lo, bây giờ trong quân đội bây giờ nó như cái nồi cháo heo chị nói em rồi. Bởi vì nó ăn không được mà. Bây giờ mà nó lấy cái mà những này là đất ở tại Sơn Gót, ở Tân Sơn Nhất là có chuyện nổ ra bây giờ. Bởi vì thằng quân đội, thằng Phùng Quang Thanh nó lấy đất ở Sơn Gót mà. Tuyết bây giờ đường vô phi trường Tân Sơn Nhất mẹ không có đường vô thì nó đòi làm cáp treo. Thở đời ra máy bay, ta đang treo lơ lửng ở trên đó, ta đang bay xuống tự nhiên cáp treo nó văng lên, nó kéo người từ đây đánh đu, từ đây đi ra ngoài phi trường. Trời ơi, chưa có một cái nước nào mà đến đây là đi ra phi trường mà đi bằng cái cáp treo cả. Nhưng mà đảng điện nó sáng tạo ra, nó làm cái cáp treo để cho đu nhau đi toàn ten, từng người ngồi trong cái thùng đó để mà đưa đi ra ngoài phi trường. Rồi lỡ mà nó đứt điện giữa chừng hoặc nó mát, nó cháy mẹ, nó cái thùng cáp treo rồi, ta nó thành con heo quay toàn ten ở trong trọng, ta nó ở dưới đây, người dân Việt Nam bắt đầu ở lúc đó vui, ta nói vui như ngày tẩy hồi. 196 nước ở trên thế giới, chiếc máy bay của người ta đó là người ta lấy cái biểu tượng đó là kêu bằng đó là lá cờ. Còn thí dụ không có thì người ta lấy con cò bay lả bay la thì đưa cái cánh nó lên mới đúng, phải không? Hoặc là họ không không con cò thì nó làm thành cái con chim đại bàng như ở nước Mỹ vậy đó. Những cái chiếc mà những này là làm biểu tượng vậy. Ta nói chưa có cái nước nào mà vấn đề là giống cho nước Việt Nam hết trơn. Nó đem cái biểu tượng cái hoa sen, nó đem nó thọt trên cái máy bay. Trời đất quỷ thần ơi, ta nói thế giới ta còn ta cười biết bao nhiêu mà nói. Nó nói Lisa, trời cái hoa sen là cái vật mà vấn đề là cái bằng ở dưới bùn, nó đâu có bay lên trời được đâu. Rồi sao nó không lấy cái ký hiệu là con chim, con cò hay là con xe sẻ hay là con két, tự nhiên đi khắp mẹ cái hoa sen ở dưới mà nó chọt mẹ lên cái biểu tượng trên chiếc máy bay cho nó. Bao nhiêu đó thôi là người ta bước vô phi trường Tân Sơn Nhất là người ta biết là cái độ khôn cỡ nào rồi, cái đỉnh cao trí tuệ đó là như vậy. Các em đi hãng, tất cả các hãng máy bay có cái biểu tượng nào mà nó đi lấy mẹ cái hoa hồng nó chân lên hoặc nó lấy cái hoa sen nó chân lên hay không? Có không? Rồi tự động bay mẹ lên trên bầu trời không? Thời Việt Nam Cộng Hòa người ta biểu tượng chỉ có cờ vàng ba sọc thôi. Bởi vì cái lá cờ có thể các em kéo lên nó bay phất phơ vậy thì nó đúng. Cho nên nhiều nước người ta chỉ lấy một cái biểu tượng là cái lá cờ thôi. Vậy thôi. Thí dụ chiếc hãng của những này là cái bạn là Japan thì ta lấy cái lá cờ. Bởi vì lá cờ mặt trăng tròn màu đỏ thì người ta kéo cờ lên nó bay phất phơ được. Việt Nam nó chơi nổi lắm. Khỏi thằng cờ mẹ cho nó, tao chơi nguyên cái hoa sen trình hình lên. Rồi tao sơn cái màu Việt Nam Airlines bằng cái hoa sen chơi vậy đó. Ai làm gì tao? Tao tu mà. Trời nước tao mấy giờ toàn là quốc danh không sao. Tụi tao tu đó, tụi tao theo Đức Thích Ca mà à, cho nên tụi tao để hoa sen lên hết tụi tao đó à, để cho đất nước của tụi tao là tu hành có đẹp ghê không à, à, hoa sen cũng là tượng trưng nhất là cái bạn là trong đầm gì đẹp bằng sen mà. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng đó à, tháp 10 đẹp nhất bông sen à, Việt Nam đẹp nhất có tên thằng chó hồ đó à, cho nên thằng chó hồ ở dưới bùn nhưng mà rốt cuộc rồi tụi tao đưa lên tụi tao trưng bọc lên rốt cuộc gì đó thơm tho ghê không, nó đâu có dính bùn đâu à, đâu ai biết tiểu sử của nó là nó hiếp dâm đâu, ai đâu ai biết tiểu sử nó bú mồm đâu, đâu ai biết tiểu sử của nó chứ này là cái bằng đó là mẹ nó là thằng tàu đâu à, thấy ghê không, cho nên tao chơi biểu tượng hoa sen nó làm gì tao à, cái hoa sen nó nằm ở dưới đất ở dưới đó. Cái hoa sen nó nằm ở dưới bùn dưới ao vậy đó. Ta đi ra ta bẻ hoa sen ở dưới đó. Có cái hoa sen nào tự dưới đất tự nhiên nó nhảy giọt lên trời nó bay như con chim không? Mà đi lấy cái hoa, đi lấy cái biểu tượng cái hoa sen mẹ in mẹ nó vô trong chiếc máy bay. Bay ngơi 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 trên bầu trời đi qua các nước mẹ qua bên kia tới trường tượng sao ta phát hiện ra toàn là ăn trộm ăn cướp không? Vô chôm chĩa không? Mẹ phi hành đoàn nó bắt vô tao nói nhục ơi là nhục với mẹ chôm chĩa không? Mẹ nó ra nó bắt nó phạt, mẹ nó đăng lên trên báo lên trên trí kia về Việt Nam bắt đầu là mẹ người dân Việt Nam ngu chết mẹ, đâu có biết tiếng đâu. Đâu có biết tiếng Anh, tiếng Úc, tiếng Ung gì đâu. Cho nên về Việt Nam nó ép mẹ nó hết trơn. Ép xong xuôi rồi, cái bắt đầu mẹ nó đưa lên trên đài truyền hình, bắt đầu nó lên trở nó cầm cái con quỷ dẹp nào đó. Lên đài truyền hình, cái đó là dạy cho tất cả Việt Nam đó là người tốt, việc tốt. Dạy cho những này là cái bằng là thật thà, trời đất quỷ thần ơi. Trong khi nó đi qua bên phi trường kia, ta bắt nó mẹ nó ra đó, ta nói cái video nó ấy đó. Đó. Con bích la 3 lít nào đó. À.
Trời ơi, nói về cái đảng đỉ thì thôi các em khỏi nói đi. Nó làm nhiều cái chuyện, tôi nói là kêu bằng là cởi truồng mà đeo dây nịt là vậy đó. Các em thấy đi, nhìn đi. Thì Lisa lên chửi cái mai mốt cái mẹ nó không lấy hoa sen bây giờ đấy nè. Nó lấy đôi dép râu của Bác Hồ đó, nó thấy lên trên những là máy bay. Bắt đầu là nó bay mẹ nó lên trên bầu trời. Thôi đi lấy đôi dép râu đi, hoặc là lấy nón tai bèo đó, mẹ chân nó lên trên trển luôn cho tao đi lấy hoa sen chi uổng vậy. Hoa sen nó đâu có gì đâu mà những này là kêu bằng là tuyên truyền cho chế độ được đâu. Chơi mẹ nó đôi dép râu hai bên, đôi dép râu bên đây cái nón cói bên kia, để lên chiếc máy bay nó bay người người lên bầu trời để cho người ta thấy được là trời ơi, đó hãng Việt Nam của đó hãng hàng không airline của Việt Nam, nó thấy ghê không, có nguyên một đôi dép râu kìa đó. Đôi dép râu làm sầu tuổi trẻ, nón tai bèo che khuất nẻo tương lai. Đưa mẹ lên đi, gỡ mẹ bông sen ra đi. Bông sen đâu đâu, đâu phải là cái vật mà những người đưa lên bầu trời đâu, đưa lên để làm cái gì? Các em thấy nó có ngục không, ngục ghê không? Người ta để chiếc lá thì nó cũng ok, thí dụ như cái lá cây nó ở trên kia nó rung xuống thì nó đi lả tả nó cũng bay, cái vật gì mà nó bay thì ok. Tự nhiên cái hoa sen tuốt ở dưới bụng đi lên chân mẹ nó lên trên trắng, ta nói ngục là vậy đó. Xách dép râu thảy lên, xách nón cối thảy lên cho tao đi, xách cái nón cối đó thảy lên rồi xong. Còn chơi nổi nó đem hình đồng Hồ Chí Minh mẹ thảy mẹ lên, chỉnh giác nó chỉnh luôn đi, sơn chỉnh luôn đi để mà nó bay lên cả bầu trời luôn. Trời đất ơi là trời đó, lên đi. Khổ lắm. Tin này chị biết rồi nha, chị đang đi vấn đề là cái bạn là chị đang liên lạc để mà chị cứu chị, vấn đề là cái bằng đó là Thúy Nga. Bởi vì cùng với phụ nữ lên tiếng là chị cứu hết trơn á. Gì đây? Gửi cho chị nhiều cái tin tức gì đây? Cô ơi, trường bây giờ nhà trường bắt học sinh đóng tiền vệ sinh 200.000 đồng, bất cứ giàu hay nghèo cũng phải đóng 200.000. Tối nay cô nói cái này thì cô đừng nói tên con nha cô. Con ở trường nào sao con đưa tin cho cô, con không ghi trường ra vậy? Con phải đưa cho cô biết coi cái trường nào con đưa ghi khơi vậy. Giờ cô chửi bông lông lên là cô nói bông lông lên, đâu biết trường con trường nào đâu, hiểu không? Con phải nói trường con nó ở đâu, nó tên gì, cái trường đó nó nằm ở chỗ nào, nó ở thành phố nào, nó ở quận nào, nó ở hạt nào mà nó lại kêu đóng 200.000 đồng tiền chủ đích vậy đó. Để chị cô mới lên cô nói được chứ. Bây giờ con đưa cái tin này cho cô nói cô ơi, cô ơi, trời ơi, giờ nó bắt mỗi người học sinh phải đóng 200.000 đồng, giàu nghèo gì cũng đóng 200.000 đồng hết nè. Cô chị đâu biết đâu, cô đâu biết đâu, cô chửi nó, mai mốt rút kinh nghiệm nha. Mai mốt là vấn đề là đưa cho cô là phải có tên tuổi trường học đàng hoàng, nếu có thằng ban giám hiệu thì càng tốt, hiểu không? Hoặc là vấn đề là thầy giáo của cô con hay là cô giáo của con mà nó kêu đó thì càng tốt nữa, đưa cho cô nghe nghe không? Ngoan. Thấy ghét cái thằng nhỏ nhỏ, cái thằng nhỏ nhỏ giờ nó khôn hơn, lần nào nó khôn hơn cha mẹ của nó. Cha mẹ nó hồi đó đâu có internet đâu, mẹ nó ra ăn cướp bò bị cộng sản nó nhồi sọ rồi chứ, nó sợ quá chứ. Mấy thằng nhỏ nhỏ giờ nó cũng khôn lắm mà, mấy thằng nhỏ nhỏ giờ nó vô mẹ nó ra nó nói chuyện với Lisa nhiều cách, Lisa thấy nó dễ thương lắm mà, vô nó ngồi nó nói chuyện nghe những này là thấy dễ thương lắm mà. Khôn lắm á, ngồi suy nghĩ con nó vô nó dạy con biết rồi. Bây giờ cô nói con nghe con biết là vô mỗi lần nó dạy con làm thinh rồi, con không nói tiếng nào, con giáo bộ con nhìn con theo dõi quan sát rồi, bạn bè của con đâu có nhiều đứa ăn cứt gà bưng bô thì bắt đầu ngồi đó, thậm chí đưa nó kể chuyện vô Hồ Chí Minh cái cả lớp có hai ba đứa khóc. Con cũng giáo bộ con làm mặt buồn chứ con đâu có dám làm mặt vui hay con nói gì đâu cô, khôn ghê không? Nhỏ xíu mới học lớp 3, 4 vô ngồi nói chuyện với đi sao. Bức xúc quá chị Lisa ơi, là chị Lisa vợ của thằng bí thư Vũng Tàu chị ơi, là chị sao vợ của nó là sao? Chị ơi, vợ của nó là Lê Thị Hường, 42 tuổi, vợ bí thư ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Chị ơi, tòa án nó xử nó giết một người, nó đốt xác rồi nó chém hai vợ chồng từ trên đầu xuống cả mấy chục nhát dao như vậy mà bây giờ nó xử có 20 năm tù thôi chị ơi, đọc là đã nổi da gà rồi. Trời ơi, em còn nổi da gà ác nữa, tức là nó kêu 20 năm tù, chị bảo đảm với em năm sau nó ra bây giờ đi nè. Nó gia bộ nó kêu 20 năm tù, cái vô nó gia bộ nó nói là lao động tốt nè, gia đình có công với cách mạng nè,
là vợ của bí thư là đảng viên nè, từ 20 năm nó giảm xuống còn 2 năm, tức là nó giết ha một mạng người, nó chết cho lặt lìa. Ta nói trời ơi, người dân Việt Nam là con gà mà, thí nghiệm cho nó mà, nó muốn giết là nó giết thôi, chứ em đừng mà đặt, em tưởng nó ở 20 năm hả? Em tưởng nó ở 20 năm mà. Trời ơi, em còn 20 năm, em tưởng nó ở 20 năm, em còn tức với chị đó hả? Có 2 năm thôi, nó ra bây giờ đây nè. Chứ ở đó mà 20 năm cho em mừng à. Trời ơi, nó xử thì nó kêu 20 năm vậy thôi, không dám đâu nha, không có dám mà. Những này là cái bạn là ngồi trong đó mà 20 năm đâu, em yên tâm đi. Trời ơi, chị mà chị biết cái đảng đĩ này lắm rồi nha. Chị ơi, nghe nói thằng Nguyễn Xuân Phúc nó yêu cầu đề nghị Facebook tăng cường hợp tác. Trời ơi, mấy thằng chó đẻ này nó hù Việt Nam thôi em ơi. Facebook nào mà làm việc với nó, người ta chửi nó như là con chó vậy đó. Ai mà làm việc với nó, em khùng mà. Nó hù người dân ở trong Việt Nam vậy thôi, nó đâu có hù ai đâu. Chị ơi chị, ta nói nó vui gì đâu. Công an đánh một em bị gãy tay rồi chết luôn chị ơi. Ừ, thì chị đã nói rồi, nó lấy rồi. Mấy người mà gửi cho chị mà không có để dấu hả, chị khó đọc quá, nhưng mà cũng đọc đi. Trước kia tôi cũng làm ở trong công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh được 12 năm. Do mình không ăn hối lộ và cái gì lo chi cho hối lộ, lo hối lộ cho cấp trên, nên nó đì mình không chịu nổi nên tôi nghỉ luôn. Trời ơi, tụi nó ăn hối lộ tham nhũng trắng trợn lắm. Trời ơi, viết mà không có dấu tôi không có đọc được đâu. Khó lắm, ngồi si chữ này ra chữ kia nữa. Thôi đi nha, mai mốt viết mà phải có dấu, không có dấu thôi đừng gửi, tôi không có đọc được. Những cái do đang những này lên tin tức mà những này là viết mà không có bỏ dấu chân viết tràn gian vậy. Những này là phải có dấu gõ đâu đàn vô đi nha. Chị ơi chị, thằng chó già Trần Quang Nhật nó chửi 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Trường Sa kìa chị. Thì con chó này nó là tình báo Hoa Nam mà. Con chó mà Trần Quang Nhật này nè, nó chửi như vậy mà cả dân Hà Nội mà không ai dám rớt thì cộng lâm của nó để nó đi làm việc, nó đi về hoài này. Chị có không hiểu mà sao nữa. Mẹ nó ra nó chửi cái kiểu đó mà gặp vấn đề là kêu bằng là hả, thời Việt Nam Cộng Hòa là mày chết mẹ mày rồi, nửa đêm mày nằm đâu quá tao chịu trội xăng vô nhà mày chết mẹ mày. Người dân Việt Nam cứ yên tâm rồi. Chị Lisa ơi, bọn em thật khâm phục chị. Chị có thể kể cho bọn em nghe được không chị? Kể gì? Chị được mời lên Liên Hiệp Quốc tố cáo bọn Cộng sản đó. Không riêng gì chị mà ai ở Việt Nam ta cũng qua ta gặp được. Vấn đề là kêu bằng là phái đoàn của Liên Hiệp Quốc hết đó. Em yên tâm đi. Hãy đấu tranh ở Việt Nam là người ta cho người đi qua đây, ta lén qua đây. Vợ có anh gì? Anh gì luật sư Nguyễn Văn Đài cũng đi qua đây gặp đó, gặp mấy cái chính khách ở kia bên đây đó. Ở bên đây người ta trong Liên Hợp Quốc có người Việt Nam mà em lo gì nha. Chị ơi chị, em buồn quá chị ơi, nhìn đất nước Việt Nam như vậy bây giờ quân đội có đứng về mình không vậy chị? Trời ơi, chị nói với em là quân đội bây giờ chỉ có một thành phần nào đó thôi, nhưng mà nó còn có cái thằng chó đẻ. Vấn đề là cái bằng là quân đội nó chia bây giờ 5-6 phe lượng, em yên tâm đi. Nó kêu là phải là vấn đề là cái bằng là đoàn kết, vấn đề là cái bằng là ha, bảo vệ chế độ, bây giờ nó sợ lắm rồi. Nhưng mà thật sự ra là nó biết rõ ràng là quân đội có thể đứng về người dân, bởi vậy mà cho nên nó âm thầm nó đổi sắc áo để có gì nó đem quân đội của Tàu qua. Đây là cái âm mưu mà người Việt Nam đâu có biết đâu. Cứ lên chị ơi, trời ơi, sao giờ nó mặc đồ sao giống hệt nhau, không biết ai là Tàu ai là Việt hết trơn. Nhưng mà cái mưu đồ của nó là như vậy đó. Nó chuẩn bị nó tràn qua nè, tràn qua để cho nó che mắt thế giới. Mà bây giờ bên đây có la làng lên, thí dụ Việt Nam mà những chị bên đây nè, những người cộng đồng bên đây mà nói rằng đó là Tàu Cộng đi vô tàn sát Việt Nam, tụi nó tao không có nha. Trời ơi, đó là quân đội của Việt Nam không đó bộ. Kìa, quân đội Việt Nam nó mặc đồ Việt Nam, nó phải tao đâu, nó mặc đồ giống tao không à, chứ đâu phải người tao đâu. Trời ơi, đâu phải người của tao đâu, tao đâu, nó đi qua bên đâu, trời ơi, tao tôn trọng mà. Mẹ nó thả quân ào ào qua, chứ đây là tàn sát diệt chủng người quân Việt Nam. Mà nó đổ thừa cái đó là người Việt Nam không à, cái đó quân đội của Việt Nam không à, chứ không phải là quân đội của Tàu đâu. Cho nên các bạn yên tâm đi, trong thời gian mà quân đội nó tràn ra, nó cũng dẫn là nó giết các bạn rồi đó. Các bạn tưởng quân đội Việt Nam chứ táo quả ra toàn là Tàu Cộng. Cho các bạn biết nha. Cái tin chị Thúy Nga là chị biết rồi.
trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu ở thành phố Hồ Chí Minh, lúc trước là trường Lê Văn Duyệt. Mỗi thứ hai hàng tuần đều bắt một lớp trực tuần phải kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh cả chị ơi. Mai mốt lên kể cho nó nghe tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh là bú mồm của các em. Hoặc là vấn đề là kêu bằng là kể cho nó nghe cái tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, nó là mẹ nó ra. Vấn đề là kêu bằng là hả, khi lần đầu tiên tôi gặp bác tôi bị mất trinh đó, lên tính kể đi. Chị bảo đảm kể câu chuyện này cười, cô giáo này chơi khăm nè, cũng muốn kêu lên giả bộ vậy đó, giả bộ lên kể vậy đó, chứ không phải giỡn mặt đâu. Chị ơi chị đúng giờ rồi kìa chị ơi, 45 phút rồi kìa chị. Ô vậy hả, trời ơi sao mau vậy. Rồi thôi, nếu 45 phút rồi thì thôi, Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị. Nói tóm lại ngày hôm nay là về tình trạng của vấn đề là chị Thúy Nga. Chúng ta sẽ cùng nhau lên tiếng để tại sao mà vấn đề là kêu bằng là tự do ngôn luận ở đâu. Chửi cái đảng điển như vậy mà tại sao nó bắt, là tin nóng. Tin thứ hai nữa là quân phục của quân đội Việt Nam nó cùng màu với quân phục của Tàu. Đây là một âm mưu gì? Âm mưu diệt chủng dân tộc Việt Nam. Chỉ có như vậy mà thôi. Cho nên cái sắc phục, tại sao quân đội của Việt Nam bây giờ nó đổi thành quân đội, nó mặc cùng màu với quân đội của Tàu Cộng, để mà chuẩn bị nó tràn qua, nó giết người dân cho dễ một chút, mà nó ném đá dấu tay, nó cho đó là quân đội của chúng ta là Việt Nam giết người dân thôi. Cho nên các bạn chúng ta chuẩn bị đi nha. Gặp lại các bạn trong chương trình sắp tới. Xin cảm ơn tất cả quý vị.